Vâng, xin chào quý khách nha. Hôm nay ngày 18 tháng 11, bên em lên du khách 5 con xe X-Men rất đẹp và đáng mua trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Địa chỉ bên em đó là ở Thụy Phong, Tây Thị Bình và ship xe toàn quốc bằng Viettel Post. Tức là quý khách ở trên toàn quốc đều mua được xe bên em, ship tận nhà cho quý khách nhé. Thì đầu tiên bên em sẽ lên cho quý khách một con xe X-Men của hãng Osaka. Đó là con xe X-Men Osaka Pro 2 Sóc mọi người nhé. Đấy. Con này thì bên em đang bán với năm nay luôn mọi người nhé. Model của năm nay và dòng này đang là dòng cao cấp nhất của hãng xe Osaka, con X-Men Osaka này. Con này thì khách mua vào năm bình của nó là tháng 8 năm 2022 mọi người nhé. Còn con này thì đăng ký vào cuối năm 2020. Đấy. Sơn xi nhựa rất đẹp, nguyên bản theo xe. Đây Osaka mọi người nhé, nguyên bản theo xe hết. Lốp trước thì bên em vừa mới thay xong. Đấy. Bình thì tháng 8 năm 2022 thì còn rất là ok, cho nên em để nguyên bình cũ bán cho mọi người đây. Đây mọi người xem bình này. Bình nguyên bộ của hãng Tawa 30A. Đấy, được xả sạc trên 22 tiếng luôn. Đấy. Con này biển số đăng ký rất đẹp nhé. Mọi người nhìn cái biển số nó quá đẹp luôn. Bác nào mà sưu tầm biển số đẹp thì chốt ngay con xe này. Đấy, 10888 này. Con này thì bên em bán với giá là 8.800.000 nhé. Động cơ 1200W. Em test động cơ luôn cho mọi người. Động cơ rất khỏe, đi rất chắc. Con này thì với dòng xe điện này nó chỉ đi được nhỉnh 50 km/h một xíu thôi nhé. Và với bộ bình này thì bên em cam kết sẽ đi trên 55-60 cây. Đấy. Nhựa thì quá đẹp rồi. Mọi người nhìn thấy con xe này họ giữ gìn. Xe này con gái đi cho nên nó rất giữ, hầu như là không xước. Xe có sạc đầy đủ zin theo xe. Đây, trên thì được trang bị đồng hồ điện tử màu xanh, còi nhại, xi nhan đèn còi đầy đủ mọi người nhé. Xe có hai chìa khóa này, đèn led siêu sáng, đèn led này, còi đèn đầy đủ, xe không thiếu một cái gì cả. Đó, sóc trước thì còn sáng tinh mọi người nhé. Con này bên em bán 8.800.000 thôi mọi người, 8.800.000, gần bằng số lẻ lúc mới mua. Nhưng con này còn quá đẹp, chắc chắn. Dòng này thì đi rất là chắc, vì đằng sau nó trang bị hai sóc. Đó. Đây là mã đầu tiên nhé, 181, 8.800.000 đồng. Và bây giờ em sẽ chuyển sang mã 182 mọi người nhé. Con xe Geely. Đấy, con này thì cũng là thuộc dạng X-Men Geely, tuy nhiên thì cái dáng dấp của nó làm hơi khác đi một tí. Đằng trước con xe này thì trang bị đèn led 2 tầng mọi người nhé. Và đặc biệt thì con này có cái chìa khóa giống như chìa khóa ô tô này, vừa tích hợp khóa lẫn smart key luôn. Em bấm hai lần đây để mở xe này. Đó. Mọi người không sử dụng không cần dùng chìa khóa này vẫn được nhé, gập lại đút túi thôi. Con này thì có tính năng rất hay, tự động khóa xe khi mọi người không đi nữa. Không phải làm một cái vấn đề gì, chỉ cần tắt chìa khóa và chỉ sau khoảng 30 giây nó sẽ khóa xe lại. Đấy, tính năng cũng khá là hay. Đấy, đèn còi xi nhan đầy đủ nhé. Đèn led 2 tầng. Đấy, pha cốt đầy đủ mọi người nhé. Con này thì bình bên em đã kiểm tra rồi. Mở ra kiểm tra thì là cũng là bình tháng 8 năm 2022. Bình còn rất là khỏe. Đấy, đằng trước lốp còn khá dày. Mọi người nhìn thấy không? Khá dày, khá đẹp. Hai bên thì thụt còn sáng mọi người nhé. Đấy, thụt còn sáng đẹp. Đây, Geely. Mọi người nhìn tổng thể về phía đằng sau. Camera tiến lui lại đây một chút cho mọi người cùng xem này. Đấy. Sơn xi rất đẹp và nguyên bản của xe này. Đó. Động cơ cũng là động cơ 1200W mọi người nhé. Động cơ rất khỏe luôn. Đây. Rất khỏe. Nấc số nhanh chậm vẫn hoạt động bình thường. Con này cũng là 2 sóc mọi người nhé. Đấy. Đăng ký giấy tờ đầy đủ. Con này cũng đăng ký vào năm 2020. Mình sẽ mở kiểm tra. Đăng ký vào 2020 mọi người nhé. Đây đăng ký đây. Đăng ký sạc đầy đủ. Tức là con này mọi người mua những dòng xe này về chỉ việc sử dụng thôi. Bên em bán con này với giá là 8.200.000 mọi người nhé. 8.200.000 đồng. Mọi người sở hữu ngay con xe X-Men của hãng Geely. Những cái xe này bên shop cam kết là còn khoảng trên 80%. Đấy, bình tốt, xe ok và Geely nguyên bản. Đấy, mọi người chốt con này thì là báo với shop mã là 182 mọi người nhé. Xe Geely. Đấy, 182. Và em sẽ lên tiếp một con xe mã 183 nhé. Con này thì của hãng Jardy mọi người nhé. Đấy, Jardy. Hai phanh đĩa, hành đĩa trước và hành đĩa sau.
Bên em đã lắp bộ nhựa này mới tinh, nhựa neo nhá, nhựa đẹp mọi người nhá. Và đèn LED 2 tầng cũng là mới đét luôn. Đấy. Dòng xe của Jady này thì đi nó rất là chắc chắn, bền bỉ và đi rất là đầm xe mọi người nhá. Sóc trước sóc sau cũng đều rất là êm. Đấy. Và cái dòng xe này thì cái thụt của nó rất ít khi bị xép và không bị ra dầu mọi người nhé. Đấy. Nhựa thì hoàn toàn là nhựa mới rồi, rất là đẹp, mọi người yên tâm. Động cơ của Jady, và đây là phanh đĩa sau đây, lốp này. Xe đẹp căng luôn mọi người nhé, từ cái để chân này rất là đẹp. Đấy. Con này thì bình cũng là bình 2022, bình bên em đều test, còn ok thì bên em sẽ để bán cho mọi người. Con này thì xe hàng nhập cho nên là từ những năm 2017, cho nên là không có biển số đăng ký mọi người nhé. Đấy, con này thì bên em bán với giá là 6.500.000. Đấy. 6.500.000 mọi người sở hữu ngay con xe Jady hai phanh đĩa. Quá chất. Không có điểm chê. Đấy. Với dòng xe X-Men này về mua cho các em học sinh đi học đấy thì cái vấn đề biển số đăng ký mình nghĩ nó không quan ngại đâu mọi người nhé. Bên em sẽ viết giấy mua bán nếu có khách chốt con xe này. Đây là mã 163. 183 cho mọi người nhé. X-Men Jady hai phanh đĩa. Đấy. Chỉ 6.500.000. Rồi em sang tiếp đến mã 184 mọi người nhé. Con này thì cũng là con xe của hãng Jady. Đấy. Cũng là đời 2017 nhưng mà xe còn quá chất luôn mọi người nhé. Xe còn quá là chất luôn. Ở những con xe đời 2017 này thì em có hai con này với con lúc nãy bên em quay đấy, nhưng mà con này thì cũng không đăng ký và biển số như lúc nãy nhé. Và con này thì bên em bán với giá là 6.2 triệu. Đấy. 6.2 triệu, con này một phanh đĩa, cũng là hàng Jady. Nhựa thì bên em thay mới tinh. Đấy. Bình cũng là bình cũ theo xe, bình cũ mọi người nhé. Bình cũ này cũng là bình 2022 hết, vẫn cam kết đi trên 50 cây một lần sạc. Với bộ bình, những bộ bình cũ này em bán thì bao test cho mọi người là trong vòng là 3 tháng mọi người nhé. Xe thì bên em cam kết luôn là từ IC cho đến động cơ là zin đét mọi người nhé. Còn nhựa thì của nó bên em thay cho đẹp. Đấy, nhựa thì nó chả ảnh hưởng gì đến chất lượng của xe. Miễn sao là động cơ IC và khung phải nguyên bản và zin không bị đâm đụng nhé. Đây, con này là mã 184 mọi người nhé. 6.200.000. Ra đi cực bền luôn. Rồi cuối cùng em sẽ review được con xe mã 185 nhé, con xe X-Men của hãng Espero. Con này bình cũ đã hỏng rồi cho nên bên em sẽ thay bình mới, sạc mới. Bán giá là 7.500.000 mọi người nhé. 7.500.000 mọi người sở hữu ngay con xe X-Men của hãng Espero, zin nguyên bản. Đấy, kể cả từ nhựa nhé, thụt thì còn trắng này. Lốp 12, bánh lốp 12 inch. Đấy. Ta tiến ra phía sau này. Xe còn nguyên bản và động cơ cái dòng này thì là động cơ 1200 mọi người nhé. Xe màu xanh. Đây mình test động cơ này. Đấy. Rất là bốc luôn. Cam kết mọi người luôn, những cái xe bên shop bán này đều là động cơ IC zin, không có bổ, không đâm đụng mọi người nhé. Đấy. 7.500.000 thay bình mới và sạc mới luôn. Con này thì bình của nó bị hỏng nhé, cho nên bên shop sẽ thay bình mới. Đấy. Xe quá là ok, chắc chắn. Dòng Espero này thì nó là thương hiệu, cũng là thương hiệu lớn mọi người nhé, nên đi rất là chắc luôn. 7.500.000 đồng, bên shop sẽ thay bình mới, sạc mới. Và với bộ bình mới và sạc mới bên shop bảo hành 1 năm. Tất cả những con xe vừa rồi đấy thì bên shop mà review, con nào mà các bạn mà muốn quay kỹ thì cứ liên hệ trực tiếp shop theo số 0981077781 nhé, hoặc kết bạn Zalo số 0981077781 thì bên shop sẽ review và cũng như là quay kỹ để quay trực tiếp gửi Zalo cho các bạn từng cái con mà các bạn yêu thích đó. Mọi chi tiết thì mọi người hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại phía bên dưới nhé. Và bây giờ thì mình xin chào mọi người.